Vâng, mến chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh của Bonsai Đinh Vượng. Thì đây, trước ống kính của Bonsai Đinh Vượng là một đôi xanh cổ của nhà vườn Taxi Chính. Ở đây thì tôi thấy có một đôi này là cây xanh cổ, một cái đôi trộ cũng rất cổ kính nha các bạn. Và những cây xanh cổ như thế này thì phải nói thực sự là những cái cây cốt trộn lâu năm, nó rất già. Đây các bạn nhìn cái bộ rễ của nó được quấn lại với nhau, phải biết chặt, và bây giờ nó được khóa kết lại với nhau, tạo ra một cái sự chun sụn trong cái rễ của cây các bạn ạ. Và trong cái hang này thì bây giờ theo tôi nghĩ thì cái đa phần của nó chính là những cái rễ ở bên trong các bạn ạ, nó kết đặc vào, toàn là rễ thôi, bởi vì cái chậu rất nhỏ và rất mỏng, một tí thức ăn ở trong, chủ yếu là rễ cuốn ở bên trong các bạn, quá kinh điển. Đây của nhà vườn Taxi Chính, số điện thoại này các bạn. Đây các bạn ngắm những tác phẩm cây xanh già như thế này, phải nói thực sự nó hóa trắng như vôi này các bạn. Đấy, các bạn nhìn cái độ màu già của nó ghê gớm, trắng lắm, địa y rất dày các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát được cái tổng bóng của tác phẩm cây xanh cổ này đó. Và đây là có một đôi, một tác phẩm cây bên này cũng một tác phẩm cây xanh cổ đây các bạn. Đây của nhà vườn Taxi Chính. Đây cái đôi xanh cổ này thì đây các bạn nhìn cái bộ bệ rễ của nó là cốt trậu lâu năm, các bạn nhìn thấy nó hóa quyện ở bên trong, nó biết đặc. Tất cả những cái bộ rễ là đều được cuốn tròn trong cái trong chậu và nó đặc quánh. Đây, các bạn quan sát cái bộ bệ thân pháp của nó ghê không? Và tất cả những cái xanh cổ này phải nói thực sự rất già. Đây các bạn nhìn, nó như quét vôi lên trên cây này, già trắng tinh, thực sự già lắm. Đó, các bạn nhìn cái thân pháp của nó toàn những gai góc này, nó rất là già và lâu năm, nó không có cái độ nhặn mà là có cái độ chun, độ nhăn nheo, nó gai góc, nhìn rất là thực sự những cây già, già đến tận chi răm tay cành. Và đây là một đôi xanh cổ đứng ở trước cửa đi vào cột cờ đấy các bạn. Đấy, một đôi xanh cổ. Và đây là một tác phẩm cây, cũng là một cây xanh, cũng được kê bên hông sườn của cột cờ này. Đây là một tác phẩm cây xanh của anh Hoàng Điệp. Cái này là cây trực khoảnh các bạn. Nó chỉ là trực khoảnh, không phải trực quyền. Được ngồi trên một cái mỏm đá. Ngày xưa thì cứ hay tạo những cái viên đá đẹp xếp xếp, xong đó đặt chụp cái cây lên cái ngọn viên đá. Thế là viên đá nó dậy nó ra, nó sẽ chùm hết cả cái viên đá. Đây cũng là một thời kỳ đá từ những cái năm 95 đến 2010 quay trở về.
Và cạnh đây thì có những cái tác phẩm cây mộc rất to. Những cái mộc hương tâm này thì đang rực rỡ hoa này các bạn. Thì mùa này hương mộc thì nó rất là êm dịu, nhẹ nhàng. Giờ thì lại rất nhiều anh em đông đảo lại thích đưa những cái tác phẩm cây mộc vào làm tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Tức là vừa được ngắm cây cảnh nghệ thuật lại vừa được hưởng thưởng thức hương mộc. Mộc hương thì nó có một cái hương thơm rất dễ chịu. Một cái mộc quá đẹp, bóng quá đẹp các bạn. Đây là một tác phẩm cây xíu cơm nguội. Này được thay vào chiếc chậu này khá đẹp các bạn. Rất hợp chậu, hợp cây. Chế có vẻ áp sinh đồ không phải. Những cây xanh lam điền này là da nó đen nhỉ bác nhỉ, hay là do nguồn nước nhỉ? Nó nguồn nước mấy loại, có cái loại thì nó vàng, cái này nó bị trắng trắng nhỉ. Có loại thì trắng mà có loại thì nó vàng đen, đồng có loại thì đỏ đồng. Vì là loại trắng thường là hay lá to, à trắng lá to thì da nó trắng như thùng vôi luôn, à, như này thùng vôi luôn, nó trắng. Đây nó trắng có như cái này là sao nó trắng nữa chẳng hạn. Cái này nó xanh quê. Xanh quê nhưng mà lại biệt là to. Này, cây này thì nó cái uốn tạo hình nghệ thuật nhỉ. Lạ mắt. Đúng rồi. Anh bonsai gì anh? Em bonsai Đinh Vượng. Minh Vượng à? Đinh Vượng. Minh Vượng. À? Vâng. Đúng rồi. Đâu? Đúng rồi. Quê này. Quê đây này. Đây này. Mảnh đời còn lại này. Rồi cái này nó đánh kém. Nó làm không nó bôi keo nó giả luôn rồi cái gỗ nhà mà không mọc cây này luôn đẹp. Đúng không? Không giả gỗ cho nó nộ hẳn gỗ, đừng đắp xi măng được, nhưng mà sau này nó đánh nó đi là nó đi, xong rồi bôi sau nó cũng như vỏ cây luôn. Thế bác, ngày xưa cái này là bị cháy hay người ta chủ động làm thế? Cái này nó cháy, cái cháy khả năng là cũng cháy xong đục theo nhỉ. Tức là bên này nó còn nguyên mà, vừa thiên nhiên tạo hóa vừa có cái sự tác động. Nhưng mà cái này là làm là nó hơi xấu. Vì cái điểm này là nó làm nó về viết các thứ nó đẹp đi. À. Nó làm nó vẫn có cái đường kiểu như vựa vựa bay, nó nhạt bay. Chưa đánh ấy, chưa làm đánh nó xong thì sơn nó vào cho nó mịn. Thế xong ví dụ cái đường này là phải đường gồ một tí này. À. Tạo gần nó viết này này. Gồ lên này. À. Tạo gần theo cây. Chỗ nào nó lõm thì làm lõm theo. Thế nhưng mà không phải là lõm bẹt mà lõm vẫn cứ nổi cung ở đây. Đấy, thí dụ thế. Thì tức là thì cái tàu gần hài hòa được. Cái điểm này thì đây là một điểm khóa của nó đấy chẳng hạn. Lên chỗ này là cũng cố gắng cho nó được lồi lên một tí nữa thì nó đỡ chẳng hạn. Thì nó dẻo mà không đánh cái nhát xong rồi là đánh lấy keo vào. Vâng. Trông giả cái màu gỗ ở cây này thì trông đẹp.
cái này thì mà về chỉ anh nào mà biết làm cái đó thì đánh cái đấy là lại được tiền ngay, nghệ thuật thêm được tí cái tiền đi. Vâng. Không có cái hay hay của nó đấy, nó lạ mắt, tức là độc đáo. Nó không như người ta làm cái cây giờ cứ lùn lùn lực lực khó tầm ngắm. Đúng rồi. Cây này là tầm nó thoát dáng nhỉ. Nó tông cao là thoát dáng, nhìn nó có cái đấy, nét phim nghệ thuật. Cái tay này người ta làm, cái tay nó buông theo này nữa, ấm cúng nữa thì rất đẹp. Vâng. Đấy không bị trống cả. Vẫn cây thân trực. Rồi nó có cái tay che lưng đảo địa. Đây thì làm thêm cái tư tưởng mà ở cạnh nhau đấy, mình cắt bỏ này, cắt bỏ này thì phí ta chết rồi chứ. Thì cái tử ngắn rồi che được cái đoạn này. Vì những cái mầm ở dưới này là người ta có thể tưởng tượng nó là một cây có đủ sức sống từ gốc lên nó cũng này được mầm. Vâng. Để tạo nên những cái điểm nhấn như thế là người ta thấy là giá trị của tự nhiên. Vâng. Bác chơi so cây thấy nó sâu đấy. Thế chơi cây thấy nó sâu. Để cháu review phía bên này cái đã nhé. Rồi, bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn nhé.